Thành phố Hà Nội vừa biểu dương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt, doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2018. Trong đó thì nhiều tấm gương cá nhân với những câu chuyện về động lực vươn lên, làm giàu cũng như là góp phần đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh đã tạo nên những xúc cảm ấn tượng khó quên và đáng được trân trọng. Và có thể thấy là nhân vật công dân thủ đô ưu tú năm 2018 chiếm được nhiều tình cảm của người dân là ông Nguyễn Tứ Hùng ở cụm 13, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Ông Hùng được ví là mạnh thường quân của làng và tại địa phương thì chứng kiến cảnh người dân trong làng cứ nắng thì bụi, mưa thì ngập nên ông đã ủng hộ hơn 2 tỷ đồng để xây đường, cải tạo ao tù để phục vụ cho bà con. Và ông cũng vận động ủng hộ hàng trăm triệu cho quỹ khuyến học của làng. Gặp ông, một người đã 74 tuổi, gương mặt chất phác, ăn mặc giản dị. Ít ai ngờ rằng ông chính là Mạnh Thường Quân đã tự nguyện góp 1,8 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp ao sau đình từ ao tù thành ao môi trường với khuôn viên rộng, thoáng mát, sạch đẹp. Vào một đêm khi mình nhập ngũ thì là các bà các mẹ cũng không biết mình là con nhà nào hoặc ở làng nào. Thế nhưng mà người ta rút ở trong túi người ta ra, có người người ta cho 5 hào, có người người ta cho 1 đồng, có người cho 2 đồng, và thời gian kiếm được 1 đồng và 2 đồng, thời gian nó rất khó. Thế thì để tri ân và để trả ơn đối đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, bởi chỉ bằng cách tốt nhất là làm những việc thiện. Trước đây, ao sau đình ô nhiễm, nước bẩn quanh năm, cỏ cây mọc rậm rạp, thậm chí là nơi đổ rác của một số hộ dân trong cụm. Là hộ dân sống liền kề với ao đã hàng chục năm, ông Nguyễn Tứ Hùng hiểu rõ hơn ai hết thực trạng của ao tù cũng như nỗi khổ do ao bị ô nhiễm. Vì thế, ông Nguyễn Tứ Hùng đã làm đơn gửi Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập xin được đầu tư 100% kinh phí cải tạo, nâng cấp ao tù sau đình. Để nâng cao cái chất lượng xây dựng nông thôn mới, thì năm 2017 về cái tiêu chí môi trường cũng như giao thông, thì ở cụm dân cư số 13 thì có một gia đình là ông Nguyễn Tứ Hùng có đề xuất với đảng, bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập xin được xã hội hóa một cái ao môi trường tại địa điểm là tại cụm 13 xã Tân Lập với tổng kinh phí khai toán đầu tư là khoảng 1 tỷ 800 triệu. Sau khi hoàn thành việc cải tạo ao sau đình, tại cụm 13 đã lan tỏa phong trào xã hội hóa, xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp. Nhiều hộ dân tự nguyện mua ghế đá đặt quanh ao, trồng thêm nhiều cây xanh và lắp đặt cột đèn thắp sáng để phục vụ nhu cầu vui chơi của gia đình mình và người dân. Từ dạo mà được cải tạo đến giờ thì ao nước sạch sẽ hơn và các cháu rồi chiều tối là nó ra đây chơi. Đùa rồi dân làng chung quanh xóm đấy cũng ra ngồi hóng mát rồi trò chuyện. Từ ngày coi như là cải tạo xong cái ao này thì dân ở đây cảm thấy là rất chi là cảm thấy là không khí coi như là trong lành. Còn ông Hùng này là thường xuyên là ông ấy lấy cái vợt là ông vợt hết cái rác rưởi cái vòng quanh hồ này đi. Và giờ đây, khi khu vực ao làng cũ đã khang trang, sạch đẹp hơn, thì ông lại đảm nhận nhiệm vụ quét dọn khuôn viên cho sạch đẹp hàng ngày. Đóng góp của gia đình ông Hùng với quê hương là vậy, nhưng người cựu chiến binh này lại rất khiêm tốn. Tôi làm là làm với tấm lòng vì nhân dân, bởi tôi nhất kia nhân dân vì tôi, đảng vì tôi, thì bây giờ tôi có trách nhiệm tôi vì nhân dân và vì đảng. Bây giờ, nghĩa là nhân dân xung quanh tôi hạnh phúc cũng là hạnh phúc của tôi. Mà nhân dân của xung quanh tôi nghĩa là không được hạnh phúc thì trong đó có chính tôi cũng không hạnh phúc. Cho nên là tôi với nhân dân là một và nhân dân đối với tôi không thể chia cắt. Luôn mang trong lòng ân tình quê hương, đùm bọc từ thủa cơ hàn, chứng kiến hình ảnh các cụ già sắn quần lội nước, các cháu nhỏ đội cặp sách lên đầu vào mỗi mùa mưa đến, gia đình ông lại phát tâm 300 triệu đồng để nâng cấp đoạn đường này. Với những đóng góp cho quê hương, ông Nguyễn Tứ Hùng vinh dự được vinh danh là một trong 10 công dân thủ đô ưu tú năm 2018. Trước đó, năm 2017, ông được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. Nhắc đến ông, bà con làng xóm ai cũng tự hào về người cựu chiến binh gương mẫu, hết mình vì công việc xã hội.